diễn tập thực binh bắn chiến đấu với đề mục Trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, tiến công địch lâm thời, phòng ngự đã đồng thời diễn ra tại các địa điểm trường bắn quốc gia khu vực 1 tỉnh Bắc Giang và các trường bắn tại huyện Quốc Oai, Ba Vì, Sóc Sơn, Hà Nội. Diễn tập có tổ chức bắn đạn thật, sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có nhiều loại do quân đội chế tạo sản xuất cải tiến. Chúng tôi đã xây dựng phương án, xây dựng kịch bản và tổ chức nghiêm túc nội dung tập luyện, đơn vị đạt được kết quả rất cao và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội diễn ra trong 5 ngày tại Hà Nội, tập trung hai nhóm nội dung chính gồm diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập phòng thủ thành phố Hà Nội. Đặc biệt trong đợt diễn tập này có rất nhiều lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội và các sở ban ngành tham dự. Lần đầu tiên 28 bộ ban ngành cùng tham gia ban chỉ đạo diễn tập. Năm nay thì quy mô cuộc diễn tập là rất lớn. Tất cả các cơ quan đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thủ đô tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô, cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang chuẩn bị chu đáo. Đợt diễn tập này sẽ giúp thành phố Hà Nội rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và thủ đô trong tình hình mới.